Thưa sư, sư cho con hỏi sự ác, cái ác do đâu mà có? Tại sao có người luôn làm điều thiện cả đời nhưng lại gặp những chuyện không tốt? Có người làm ác cả đời nhưng lại cho đó là đúng là tốt? Nhìn việc làm hay sự khuyên nhủ của người khác với mình sau đó sinh sự sân hận. Trong kinh Phật giải thích hay có bài pháp nói về cái ác từ đâu mà có không thưa sư? À, nếu như mà quý vị có thể xem trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn ha. Đây nè, thì trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn á, Đức Thế Tôn sẽ diễn trình bày cái quá trình hình thành của thế gian này và quá trình con người ta bắt đầu sa đọa. Đó, tức là bắt đầu là tham ăn, từ cái tham ăn thì bắt đầu là nó tham những thứ khác. Rồi dần dần á, cái sự sa đọa của con người á, cái ác nó càng ngày nó càng nhiều. Thì quý vị có thể xem ở trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn ha. Rồi cái ác nó nhiều á, thì bắt đầu là sắc đẹp nó có đẹp có xấu. Mà có đẹp có xấu thì bắt đầu người ta sẽ thích người này không thích người kia. Rồi sẽ có chuyện là ngoại tình, rồi có cái chuyện phản bội. Đó. Rồi sau đó thì người ta do tham cho nên người ta có trộm cắp. Mà có trộm cắp thì có vũ khí để chống lại kẻ trộm. Rồi do có trộm cắp cho nên là sẽ có hình phạt. Rồi do có hình phạt cho nên là có sự sát sanh. Đó, rồi do có sát sanh cho nên có sự nói dối để người ta trốn hình phạt. Cho nên á, là các cái ác á, nó sẽ càng ngày càng nhiều. Thì ở trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn quý vị sẽ thấy Đức Thế Tôn trình bày cái ác từ đâu mà có ha. Rồi. Còn lý do một người làm thiện cả đời nhưng gặp những chuyện và người không tốt thì đó là do mình chỉ làm thiện có đời này thôi. Nó giống như ngày hôm nay chúng ta trồng một cái hạt giống của một cây cam ngọt, cây cam rất là ngọt. Nhưng mà ngày hôm nay tới giờ cơm là mình phải ăn một cái trái cam nó chua lét. Tại sao vậy? Tại sao hôm nay mình trồng cái hộp cam nó ngọt mà mình lại phải ăn cái trái cam nó chua lè vậy? Tại cái trái cam chua lè đó là mình trồng từ cả mấy tháng trước rồi, cả mấy năm trước rồi. Bây giờ nó trổ thì hôm nay mình phải ăn thôi. Còn hôm nay mình trồng cái quả, cái hạt giống cam ngọt á, là phải một thời gian sau mình mới ăn được cái quả ngọt đó. Đơn giản như thế. Đời này mình làm thiện nhưng mà đời trước mình làm ác. Thì đời này làm thiện nó là cái nhân, phải qua một thời gian nữa thì mình mới hưởng được quả ngọt. Còn cái ác hồi xưa mình làm, bây giờ mình hưởng. Còn có người làm ác cả đời nhưng lại cho đó là đúng là tốt, thì đương nhiên rồi. Tại vì thời nay chúng sanh mê cái ác, tham thích cái ác. Cho nên á, là khi họ làm ác thì họ được nhiều lợi ích. Cho nên là họ không thấy được cái hậu quả của nó. Giống như á, Đức Thế Tôn nói trong Pháp Cú. Chúng sanh nghĩ ác là ghi tâm. Chúng sanh không sợ ác khi ác chưa chín mùi. Khi ác đã chín mùi, chúng sanh chịu đau khổ. Họ không nghĩ là thiện khi thiện chưa chín mùi. Khi quả thiện chín mùi, họ được hưởng an lạc. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui.
cái gì rồi còn nay sầu đời sau sầu thì làm ác thì hai đời sầu. Cho nên á là đời nay mình làm ác cả đời thì mình cho nó là đúng là tốt, đó là bởi vì cái quả ác nó chưa trổ, tới hậu quả ác nó trổ thì mình chịu cái hậu quả của nó. Nó cũng giống như ngày hôm nay mình trồng một cái hạt giống cam mà nó chua lét ngày hôm nay mình trồng nha, sáng buổi sáng sớm mình trồng, nhưng mà tới trưa mình vẫn ăn cái trái cam nó rất là ngọt. Tại sao vậy? Tại cái trái cam ngọt đó mình đã trồng từ trước rồi thì hôm nay mình ăn, nhưng mà cái hạt giống mà cái cam chua lè nè nha, thì sau đó mình sẽ phải ăn cái trái cam chua đó, nhớ như thế. Còn cái người mà khi mà nhận được cái sự khuyên nhủ của người khác mà nổi tâm sân hận á, thì đó thuộc về kẻ ngu. Được Đức Thế Tôn nói trong Tăng Chi Bộ Kinh là đâu là biểu hiện của kẻ ngu được biết đến. Biểu hiện của kẻ ngu được biết đến là người đó mong rằng không ai nhìn thấy lỗi của ta, mong rằng không ai chỉ trích lỗi của ta, và khi có người khác chỉ lỗi cho mình thì họ sinh ra hiềm hận. Thì đó là những biểu hiện của kẻ ngu. Thì đó là những cái sự trả lời của sư ha.